có thứ gì làm khó được ta. Đó, thì không có thứ gì làm cho ta dính mắc được hết. Lúc nào bản lai thanh tịnh mình cũng cũng hằng hữu ánh sáng để xử lý mọi vấn đề, thì chính chỗ đó là Tây Phương. Nó nằm ở trong tâm trí của ta chứ ta khỏi cậu ở đâu chứ. Cho nên khi tôi giải thoát được tất cả những thứ mê muội chấp trụ phiền não bản ngã là tánh xấu và tánh mê của tôi rồi, thì tôi trở về với cái tánh giác thanh tịnh của tôi rồi, là trong đó có từ bi hỷ xả, có bi chí dũng, có là cái bằng thanh tịnh, có đầy đủ hết, thì chính cái tâm hồn của tôi đang sống lại cái thế giới cực lạc nơi tâm của tôi, là tôi đã giải thoát, tôi trở về nguồn cội của tôi đó. Tôi cầu giải thoát ở đâu? Không, còn người nào giải thoát được thì họ trở về với cái Tây Phương của họ. Còn họ không giải thoát được thì họ tạo nghiệp nữa, thì họ phải chịu cái quả nghiệp đó dập dồn họ đau khổ, đó là địa ngục của họ chứ ở đâu. Còn tất cả các pháp vốn không thật pháp, mà pháp là phương tiện thôi, để chỉ cho mình ngộ thôi. Ngộ ở đâu? Thân tâm mình à. Cho nên cái giải thoát của tôi là giải thoát tất cả những thứ mê muội phiền não làm cho tôi đau khổ. Tôi trở về với giác tánh thanh tịnh của tôi dùng sự sáng suốt của tôi có thể xử lý được mọi vấn đề bất cứ nơi nào. Gốc là tôi chứ không có gốc ở đâu hết trơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào kính thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ Nguyễn cùng Quỳnh Bình sẽ làm thêm clip cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Thì bây giờ em mời Quỳnh Bình có đôi lời với tất cả quý vị khán giả trước đi, rồi sau đó là anh em mình sẽ vào chủ đề hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin kính chúc tất cả bà con, cô bác, anh chị em coi kênh này trên toàn thế giới, trong nước, ngoài nước. Và tôi xin chúc cho bà con mình năm cũ bước qua năm mới là mình có sự tiến bộ về hành thiện tích đức, thì những cái gì nghiệp chướng của mình từ từ nó sẽ dơi bớt, nó mòn nhỏ lại, và cái phúc lành của mình nó càng ngày càng phát huy rộng lớn lên. Thì cái nhân lành mình nó sẽ quay lại cái quả lành năm mới, qua năm mới này mọi điều được bình yên, nhẹ nhàng trong đời sống của mình. Vì làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Đó, nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để dưỡng nuôi con thảo cháu hiền. Và coi video clip này có thể mở mang nhiều kiến thức nơi chính bản thân mình, giác ngộ nơi chính tâm hồn của mình, để mình hành thiện tính đức bằng cái là cái bằng chủ nhân ông của chính mình, không có bị sai lệch, bị là những cái gọi là không tốt dẫn mình đi, để mình khỏi đi lòng vòng mắc công. Xin tạ ơn công đức Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cư sĩ có một cái câu này đó, cũng nãy giờ cũng có nghe sư Bình nói về cái giác tánh chân như, mà tại lý do sao mà cái giác tánh chân như đó, cái chân như này nó như thế nào mới gọi là chân như, mà giác tánh này gọi thì sao mà gọi là giác tánh, có thể thì Bình giải cho bà con người ta xiết thêm chút xíu nữa được không sư Bình? Thật ra đó, giác tức là mình có ánh sáng hóa giải tất cả những thứ mê chấp phiền não của mình tan thành hư không. Tánh là mình trở về tánh giác của chính mình. Mình sống bằng cái tánh giác của chính mình. Mình làm chủ tánh giác của chính mình để mình hành thiện tích đức đối với muôn người muôn loài. Đó gọi là giác tánh. Thấy không? Và chân như là muốn nói á, chân là bất cứ vấn đề tốt xấu của trần gian này nó dồn dập mình, nó đưa đến mình cái gì đi nữa, thì cái tâm mình vẫn nhẹ nhàng, không có vướng mắc vào đó, sanh mê muội chấp trụ phiền não mà tạo nghiệp, thì cái tâm mình lúc nào cũng nó cũng trơn chứ. Nó không có vướng mắc bất cứ chuyện gì của thế gian. Nó không có dính một vật gì hết, là gọi là bổn lai vô nhất vật. Thì chính cái chỗ này gọi là trơn. Như là gì? Như là muốn nói á, làm ở trong mọi hoàn cảnh trực thanh thiện ác tốt xấu, ở bất cứ thời gian nào, mãi mãi, chứ không có nói riêng biệt là một thời gian nào ở đâu hết á, là mình vẫn sống như như. Thấy không? Đó. Không nhiễm, không loạn, từ bi hỷ xả, bi chí dũng lúc nào cũng đầy đủ để xử lý mọi vấn đề, để giúp mình giúp muôn người muôn loài tiến hóa về cái ánh sáng giải thoát. Thì đây gọi là chân như. Nam Mô A Di Đà Phật. Có khán giả của cư sĩ Vũ Đông Phương cũng muốn hỏi, nói trong cái chu kỳ này đó, sư Bình thông chân lý quá, mà phải sư Bình có thể giải thoát được không sư Bình? Thật ra
xin thưa với bà con mình, thật ra nói về giải thoát này á, tôi hiểu cái giải thoát khác bà con. Tôi giải thoát tất cả những thứ mê muội chấp trụ phiền não làm cho tôi đau khổ nơi thân tâm tôi, chứ tôi không có giải thoát ở đâu cả. Tôi cũng không có cầu ông trời ông Phật nào rước tôi về cõi trời của Phật nào đó. Không. Tại vì sao? Đối với tôi á, cái người giải thoát được chính mình, tỏ ngộ được chính mình, phiền não mê muội chấp trụ trần gian, đau khổ của trần gian không còn dính líu tới tâm hồn mình, thì chính chỗ đó là gốc. Còn địa ngục Tây Phương Thiên Đàng chẳng qua là phương tiện. Thấy không? Là chỉ cho con người á, lần lần tham thấu, tạo nhân nào hưởng qua nấy mà thôi. Chứ tất cả những cái cảnh giới đó đều có trong tâm ta. Cho nên Đức Thầy mới nói là về địa ngục cũng do tâm làm quấy, mà về thiên đàng thì tâm ấy tạo ra cái chữ tâm của mình, là tiên hay Phật, là quỷ hay ma, cũng là tại nó. Trong tâm mình có đủ. Chứ mình đừng nghĩ thiên đàng nó nằm ở thế giới nào, hay là Tây Phương nằm ở thế giới nào, địa ngục nằm ở thế giới nào. Trong tâm mình có đủ. Phật mượn cái phương tiện để chỉ vô tâm mình thôi. Địa ngục là chỉ cái tâm nào? Cái tâm sân hận, cái tâm gian trá, cái tâm mê muội, cái tâm tạo nghiệp. Rồi nữa sau này bị là cái bằng quả nghiệp đó, nó sẽ dồn dập lại mình. Không dồn dập thân xác này, phải chuyển qua thân xác sau nó cũng dồn dập à. Để mình trả quả à. Cái đó gọi là địa ngục. Thấy không? Còn thiên đàng là gì? Thiên đàng là muốn nói sống lúc nào cũng sáng suốt, cũng lành mạnh, cũng chân chánh, thánh thiện đối với muôn người muôn loài. Thì chính cái này là thiên đàng. Tây Phương là gì? Tây Phương là muốn nói là mình sống bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm ô nhiễm cái bản lai thanh tịnh của mình được. Thấy không? Mình vô địa ngục, vô ma đạo, vô trực thanh thiện ác bất cứ nơi nào, thì bản lai thanh tịnh mình vẫn nhẹ nhàng, ánh sáng mình có thể xử lý được mọi vấn đề. Không có thứ gì làm khó được ta. Đó. Thì không có thứ gì làm cho ta dính mắc được hết. Lúc nào bản lai thanh tịnh mình cũng hằng hữu ánh sáng để xử lý mọi vấn đề, thì chính chỗ đó là Tây Phương. Nó nằm ở trong tâm trí của ta, chứ ta khỏi cầu ở đâu chứ. Cho nên khi tôi giải thoát được tất cả những thứ mê muội chấp trụ phiền não bản ngã tánh xấu tánh mê của tôi rồi, thì tôi trở về với cái tánh giác thanh tịnh của tôi rồi, là trong đó có từ bi hỷ xả, có bi trí dũng, có là cái bằng thanh tịnh, có đầy đủ hết, thì chính cái tâm hồn của tôi đang sống lại cái thế giới cực lạc nơi tâm của tôi, là tôi đã giải thoát, tôi trở về nguồn cội của tôi đó. Tôi cầu giải thoát ở đâu? Không, còn người nào giải thoát được thì họ trở về với cái Tây Phương của họ. Còn họ không giải thoát được thì họ tạo nghiệp nữa, thì họ phải chịu cái quả nghiệp đó dập dồn họ đau khổ, đó là địa ngục của họ chứ ở đâu. Còn tất cả các pháp vốn không thật pháp, mà pháp là phương tiện thôi, để chỉ cho mình ngộ thôi. Ngộ ở đâu? Thân tâm mình à. Cho nên cái giải thoát của tôi là giải thoát tất cả những thứ mê muội phiền não làm cho tôi đau khổ. Tôi trở về với giác tánh thanh tịnh của tôi, tôi dùng sự sáng suốt của tôi có thể xử lý được mọi vấn đề bất cứ nơi nào. Gốc là tôi, chứ không có gốc ở đâu hết. Có người hỏi tôi, ông hồi đó giờ ông theo ai? Nói tôi theo tôi. Nói hồi đó giờ ông tin ai? Nói tôi tin tôi. Hỏi tại sao ông tin ông? Ông theo ông? Nói tại vì trong thân tâm tôi có đầy đủ. Tôi không tin tôi tin ai? Tôi không theo tôi theo ai? Còn đối với tất cả bên ngoài, ở trên tôi kính, ở dưới tôi thương mà thôi, chứ tôi không theo ai hết. Có mà của mình có đầy đủ, tại sao mình không ngộ cái của mình để mình phát huy cho chính mình, mà tối ngày mình đi theo ai? Rồi tại sao mình không tin chính mình, toàn mình đi tin ai? Thí dụ bây giờ tôi đốt nhà người ta, công an thưa bắt tôi bỏ tù, tôi cộng Phật bên Tây Phương á, giúp cho tôi á, là kêu bằng á, ra ngoài có biệt thự mà khỏi ở tù được không? Không. Còn nếu như tôi tỉnh tâm, tôi không xúc phạm ai hết, từ loài thú tới loài người, tôi không gây ra cái ân oán, không gây ra một cái sự là gian ác nào hết. Tôi sống á, hòa đồng vui vẻ. À, bằng sự là lương thiện của tôi đối xử với tất cả, giúp ai được gì giúp được thôi, tôi không tổn hại người ta, thì công an đâu bắt tôi, rồi tôi đâu cần phải cầu khẩn ông Phật gì cứu tôi đâu, thấy không? Ủa tại sao tôi không tin tôi, tại sao tôi không làm chủ chính tôi, tại sao tôi không phát huy được cái tính năng tốt đẹp của tôi, mà tối ngày tôi tin ai rồi tôi theo ai? Rất đơn giản. Rồi tiếp tục. Cho xin hỏi một câu này đó, cái câu này nó quan trọng nè sư Bình. Tại vì mình cũng thường mình có nghe là huynh đệ anh em ta nói mình sống trong cái cõi ngũ hành, mà cái cõi ngũ hành này đó
thì cái do mình xét thấy trong cái tâm mình á, ví dụ ở ngoài đây thì nó có kim mộc thủy hỏa thổ, còn ở trong thân của chúng ta nó có tim gan tỳ phế thận, mà mình làm sao mình được hòa chỉnh được được những cái này thì mình vừa trong vừa ngoài nó thì mình thì á nó rất đơn giản. Thật chắc á, tất cả các pháp trong thân ta có đầy đủ. Tại sao đại thượng đế có gì tiểu thượng đế có nấy? Không, đại thượng đế là cái gồm chung cả càn khôn vũ trụ đằng. Nhưng mình là một thế giới được thâu gọn. Giống như mình là một cái máy điện thoại vậy. Nó sẽ mở được kết nối với tổng đài vệ tinh là thế giới thâu gọn. À, nó đơn giản. Cho nên từ chỗ này á, khi mình sanh ra là lúc đó là không đúng không sai. Khi mình lớn lên bắt đầu đúng sai con lượt một. Có khi mình làm đúng, có khi mình làm sai gì lung xung bén thôi. Thấy không? Từ chỗ này tới khi á mình đủ duyên á tìm hiểu được chánh pháp của thầy tổ để lại, thì mình mới thấy rõ bản thân, bắt đầu dùng ánh sáng, dùng ý chí điều chỉnh nó lại. Thấy không? Từ từ nó mới loại bỏ tánh mê trở về tánh giác. Thấy chưa? Vậy thì đầu tiên á, trong thân mình nó có ngũ hành. Nhưng mà khi lớn lên á, ngũ hành và ngũ quẩn nó pha trộn với nhau. Ngũ hành là tim gan tỳ phế thận, là kim mộc thủy hỏa thổ. Còn ngũ quẩn là gì? Là tham sân si nhân ngã. Nó trộn lộn với nhau. Đúng không? Tới khi mình thấu tỏ, bắt đầu mình dùng ánh sáng thanh lọc, loại bỏ ngũ quẩn. Thấy không? Không xài tới nó thì ngũ hành của mình mới trong sạch trở lại. Thấy không? Là kim mộc thủy hỏa thổ trong này nó trở về với tương sanh. Còn nó để ngũ quẩn phát huy là nó trở thành tương khắc. Tương khắc thì tạo nghiệp, tương sanh thì tạo phúc. Thấy không? Thì mình kết hợp giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Thì á, đầu tiên tôi nói về cái cơ đạo của mà bên á, là cái bằng tiên giáo cho quý bà con mình nghe. Vô cực mới sanh thái cực. Thái cực mới sanh lưỡng nghi. Lưỡng nghi mới sanh tứ tượng. Tứ tượng mới sanh bát quái. Bát quái mới sanh ngũ hành. Thấy không? Như vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca hồi xưa khi ngộ đạo luyện bát chảy nước ngược? Sao không chảy nước xuôi mà chảy nước ngược? Là ý muốn nói á, người tu phải đi ngược dòng mới trở về nguồn cội được. Nếu đi nước xuôi là nó cho ra biển. À, nó đơn giản. Cho nên đầu tiên mình bắt đầu tìm hiểu từ bản thân mình, từ ngũ hành à, để mình chuyển hóa trở ngược về. Chứ nó không cho nó tụt dốc xuống dưới. Hay chưa? Thì mình loại bỏ ngũ quẩn. Thì trở về là cái bằng giác tánh ngũ tri hiệp nhất, là trở thành ngũ hành tương sanh. À, mình đối với tất cả bằng lòng từ bi xả, bằng giác tánh để phụng sự cho họ, giúp họ tiến hóa tạo phúc không tạo nghiệp. Thì từ ngũ hành nó chuyển lên á là tứ tượng. Ủa, bát quái chứ. Bát quái là gì? Là muốn nói á, mình á, giữ tám giới để mà là cái bằng hành bát chánh đạo đối với muôn người muôn loài. Nghe không? Thì tạo phúc từ 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 bát quái nó mới chuyển lên tứ tượng. Tứ tượng là gì? Là lúc này mình trở về bốn chữ: Bủ Sơn Kỳ Hương. Thấy không? Đó, hiệp nhất với cái tánh giác của mình, gọi là ngũ chi hiệp nhất, bắt đầu tiến lên nữa. Như vậy thì á, là tứ tượng, là muốn nói Bủ Sơn Kỳ Hương là gì? Bủ Ngọc Vãng Lai Gõ Đa Màu, hương tầm hạnh thích nẻo cao sâu, kỳ giả thức tâm tầm đạo lý, hương tiệc đăng lui bãi phục cầu. Cho nên á, mình á, đầu tiên á, là kêu bằng Bủ Ngọc Vãng Lai Gõ Đa Màu. Cho nên mình nhờ Vãng Lai khắp cả mọi miền trong trượt thanh thiện ác, thì mình mới tìm hiểu được chánh pháp. Rồi bắt đầu mình nhờ trượt thanh thiện ác để giúp mình trở về tánh giác, loại bỏ tánh mê. Họ cám dỗ cả nào cũng không nhiễm tạo nghiệp, họ dồn dập cả nào cũng không loạn tạo nghiệp, thì mình loại bỏ được tánh mê, trở về tánh giác. Như vậy thì là mình mới tiếp được ánh sáng của Đại Linh Quang, mới mở được ánh sáng trí huệ của chính mình, mình mới thấu tỏ nguồn cội và thấu tỏ được môn pháp. Thấy không? Thì mình mới rõ được cái đạo màu. Đây gọi là Bủ Ngọc Vãng Lai Gõ Đa Màu. Mình nhờ Vãng Lai mình mới hồi phục cái bủ ngọc của chính mình, mới tiếp được ánh sáng, mới mở ra, mình mới gõ được cái đạo màu. Đây gọi là Bủ Ngọc Vãng Lai Gõ Đa Màu. Bủ là pháp. Pháp là gì? Là từ bi hỷ xả, là bi chí dũng. Mà mình vãng lai đây đó, trong trượt thanh thiện ác, nó dồn dập mình mới thấy được tánh xấu, nên mới loại bỏ được bản ngã, gian trá hung bạo, sân hận phiền não. Là mình loại bỏ được tánh này, mình mới trở về tánh giác, mình mới mở lòng từ bi hỷ xả đối với muôn người muôn loài.
mở bi chí dũng để phụng sự cho muôn người muôn loài tạo phúc không tạo nghiệp. Thì chính cái chỗ này gọi là bủ là pháp, mình có pháp bảo là nhờ nó, đúng không? Đó, cho nên đây gọi là bủ ngọc vãng lai gõ đạo màu, hương tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Là mình muốn nói là mình ngộ được cái giác tánh kết nối tiểu liên quan và đại liên quan để giải thoát trở về nguồn cội. Thì đây gọi là nẻo cao sâu, mình đã ngộ rồi. Thì bắt đầu mình đem cái hương đạo này nè để mà chia sẻ cho là cái bằng bà con trong nước ngoài nước trên toàn thế giới. Thì cái hương đạo này sẽ lan tỏa từ 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 từ, ai cũng thấm cái hương đạo này vào tâm trí của mình, để từ từ ai cũng tỏ ngộ, từ 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 ai cũng hành thiện tích đức để mà lần giải thoát trở về nguồn cội. Thì đây gọi là hương tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Cái mùi hương đã lan tỏa rồi, nó đã sâu xa rồi, ai cũng tỏ ngộ được cái nguồn cội của chính mình rồi, thấy chưa? Đây gọi là hương tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tầm đạo lý, tất cả các pháp đều là giả, mà mình nhờ cái giả mới thức tỉnh được tâm hồn của mình. Mình mới đem cái pháp tặng lại cho tất cả muôn người muôn loài, chứ không còn mê muội chấp trụ ở pháp nữa. Mình chỉ dùng cái gọi là thức tỉnh thôi, chứ không chấp trụ ở pháp. Pháp tặng cho những ai có duyên để ta tu. Thì đây gọi là kỳ giả là pháp giả, thức tâm là mình dùng cái thức tỉnh của tâm hồn của mình. Mình làm chủ cái thức tỉnh của mình thôi, chứ không nên chấp pháp để sanh phiền não. Đem cái pháp tặng cho người ta để người ta có duyên, người ta khai mở chính người ta, để từ từ người ta ngộ thân tâm của người ta. Thì đây gọi là kỳ giả thức tâm tâm đạo lý. Hương tiệt là mình không còn chấp trụ cái hình tướng bên ngoài nữa. Tùy duyên quá độ nội thân tu hành, không còn chấp trụ bất cứ thứ gì nữa hết. Cái gì cũng được, cái gì mình dùng mình quá giải cũng được, cái gì mình dùng mình làm phương tiện cũng được, thấy không? Chỉ cần mình dùng cái đó tạo phúc là được rồi, không cần biết là thứ gì. Thì đây gọi là hương tiệt là không còn xài mùi hương bên ngoài nữa, mà xài hương lòng. Đăng lui là không còn đăng, bãi phục cầu là không còn cầu cái gì hết. Hỏi tại sao gì? Vì trời Phật không vốn không ban phước cũng không giáng họa cho ai. Không ban phước lại làm gì cầu mà có? Không giáng họa là có hại ai bao giờ? Nhưng mình tạo nhân nào mình hưởng quả nấy, thì mình giác ngộ mình tạo cái nhân lành thì quả lành từ từ nó hình thành cho mình. Thì đây gọi là hương tiệt đăng lui bãi phục cầu. Như vậy thì mình ngộ được tứ tượng, bắt đầu nó đủ công đức, nó sẽ chuyển lên cái gọi là gì? Cái gọi là lưỡng nghi. Lưỡng nghi là gì? Là nửa chánh nửa tà. Ở trên thiên có một bên ma thiên và một bên Phật thiên, thấy chưa? Rồi bắt đầu trong tâm của mình lúc này nó bị lưỡng nghi. Lưỡng nghi là gì? Mê đạo chấp đạo tạo nghiệp, mê đạo chấp đạo tạo nghiệp. Rồi cuối cùng mê đạo nặng quá trở thành mê tín dị đoan, sanh bản ngã gì tùm lum đá chứ, thấy không? Đó, cho nên Đức Lục Tổ Huệ Năng chỉ mình một điểm: muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào, chánh tà đều chẳng dụng, mới hiệp nhất đạo chân thường. Nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Như vậy thì khi ta còn mê muội chấp đạo mà sanh phiền não, sanh bản ngã, sanh mê tín dị đoan đó, thì ta dùng ánh sáng quá giải tất cả những thứ này nữa, đem đạo tặng cho người ta luôn. Mình sống bằng cái giác tánh vốn không còn chủ chấp đạo nữa. Thì chính cái chỗ này chánh với tà mình biết để quá giải rồi xong buông, chứ không phải mình còn mê chấp tà, mê chấp chánh gì nữa. Không, cái giác tánh thật sự của mình là nó không có chánh tà. Tà cũng không có mà chánh cũng không có nữa. Chẳng qua là chánh là phương tiện để quá giải tà. Khi mình quá giải mình xong, đem tặng cho người ta để người ta quá giải mà thôi. Đó, thì cái lưỡng nghi này nó không còn, thì nó mới chuyển lên đó là kêu bằng đó, là kêu bằng đó, là thái cực. Thái cực là gì? Là mình trở về bản lai thanh tịnh, không còn vướng mắc chuyện bất cứ chuyện gì từ đời tới Phật pháp. Thì nó trở về bổn lai vô nhất vật, thì nó sẽ, cái bổn lai mình là do âm dương trời đất tạo ra. Thì tới lúc đó mình sẽ tiếp hai luồng ánh sáng của âm dương hiệp nhất, gọi là thiên địa nhân hiệp nhất, âm dương hiệp nhất. Thì chúng là lúc này là mình chuyển lên lưỡng nghi nè. Lưỡng nghi mới chuyển lên một cấp nữa, đó là gì? Vô cực. Vô cực là gì? Vô cực có nghĩa rằng là mình không còn giữ cái gì cho mình nữa hết. Dùng phương tiện nào cũng được, quá giải xong buông, hoặc giả là đem tặng cho người ta. Từ đời tới Phật pháp không cần biết là thứ gì. Luôn cả những gì mình có, kể cả thân mạng mình cũng vậy, không ngoại lệ. Thấy không? Thì từ chỗ này mình trở về vô cực là trở về với hư không. Trong cái hư không nó có cái di diệu bất diệt. Thì mình dùng cái di diệu đó sống trong thân này, rồi khi nữa trả thân này, nó trở về cái di diệu bất diệt, mà nó chuyển qua thân khác thì nó cũng là di diệu bất diệt. Thấy không?
cái đó nó có tướng không có tướng, hay nó chuyển qua bất cứ ở cảnh giới nào, một cái thân tướng nào thì nó cũng là di dị bất diệt hết. Chính cái chỗ này gọi là vô cực. Thì đó là nguồn cội của đạo. Thì bắt đầu mình chuyển từ ở dưới ngũ hành dài 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 lên tới nguồn cội. Thì đây gọi là đi nước ngược. Là luyện bạc chạy nước ngược mới về nguồn cội được đó. Rồi tiếp tục đi. Vậy là đạo lý phải đi nước ngược mới trở về nguồn cội được phải không sư Bình? Đúng rồi. Mô Phật. Bữa nay thì cư sĩ thì cũng có đôi lời muốn hỏi sư Bình, mà sư Bình giải Phật pháp đó thì phải đi ngược dòng đó mới giải thoát được đó quý vị. Đúng là như vậy, tại vì làm là những cái nghịch ý thì từ chỗ đó mà mình chịu đựng được là mình được giải thoát được, đó là nó cũng là duy diệu lắm rồi. Thôi bữa nay tới đây cư sĩ Vũ Đông Phương thì xin chúc cho sư Bình thân tâm đều an lạc, thì mọi việc gì cũng đều vui vẻ trong cái niên Tết Giáp Thìn này nhé sư Bình. Nam mô Di Đà Phật. Dạ thì để tiếp nói chương trình thì em nghe cái từ nghịch trùng duyên nghe nó đã vào tai quá, thôi cũng hỏi Quỳnh Bình một ý. Tại vì khi mà nói có nhiều cái á, là mình phải thuận duyên và một cái là nghịch duyên. Như vậy á, pháp thuận thì mình phải đi như thế nào và pháp nghịch là mình phải đi như thế nào để cho hai cái thằng này nó không có lẫn lộn, từ thân tâm là vừa thân và vừa tâm, để cho mọi thứ nó trơn tru với mình. Thì nhờ mình chia sẻ. Thật ra đó, nghịch thuận chẳng qua là hai phương tiện thôi. Khi mình trở về nguồn cội của chính mình á, mình không phải thuận cũng không phải nghịch. Chẳng qua mình gặp thuận thì mình quá giải theo thuận, mà gặp nghịch quá giải theo nghịch. Rồi từ từ cái người đó họ ngộ được chính bản thân họ, họ quá giải được cái nghịch thuận của họ, thì họ trở về với cái bổn lai vốn cũng không có nghịch, không có thuận gì hết. Cái bổn lai gốc thật sự nó không có thuận nghịch. Không, nhưng mà chẳng qua mình đi điều nghịch quá lâu rồi, mình kẹt tập lum, mình mới đau khổ tập lum, mình mới quá dùng cái thuận để quá giải. Mà khi quá giải xong mà mình chấp cái thuận thì mình cũng không trở về được luôn. Cho nên là thuận với nghịch là hai phương tiện. Giống như bệnh thì dùng thuốc để trị, nhưng mà khi mạnh khỏe rồi thuốc với bệnh đều không còn vì nó tan biến. Không, nó chỉ còn cái cơ thể mạnh khỏe để sống tốt với muôn người muôn loài mà thôi. Còn cái vấn đề á, nếu còn dư thuốc, ta không chấp chủ thuốc đó là của ta nữa, mà ta đem tặng cho những ai còn bệnh để người ta uống. Cho nên mình cũng không trụ vào bệnh, cũng không trụ vào thuốc, vì mình là người mạnh khỏe. Thấy chưa? Còn cái người bệnh ta cần thuốc, cho nên mình nếu có thuốc đem tặng cho người bệnh đâu. Dạ, cũng nằm ở chỗ thượng gạch này em cũng không muốn hỏi thêm ý. Thì hiện tại là anh em huynh đệ mình mà trên con đường tu tập đó, thì ai cũng muốn là làm thần, làm thánh, làm tiên và làm Phật. Đó là những cái ngôi vị mà bất kỳ người tu nào cũng muốn đạt được. Nhưng mà khi đến một giai đoạn thì tự nhiên tu hồi cái nó, ủa mấy cái này đâu phải vậy đâu, nó hư không. Như vậy là cái có cái không, tự nhiên nó hơi chỏ chỏ nhau. Thì cái chỗ này là anh em mình đệ tu là muốn có ngôi, mà rốt cuộc tôi gặp tới ông Phật ấy, ủa có mất đâu có tiêu cái ngôi trời. Như vậy nó bị chới với ở mình. Thì cái chỗ này nó như thế nào, nhờ mình chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả cùng hiểu. Bây giờ tôi nhắc lại tiền bối để cho mình tìm hiểu, mình khai ngộ chính mình. Vì đại thượng đế có, tiểu thượng đế có, Phật có, chúng sanh có. Chúng sanh là mình, tiểu thượng đế cũng là mình. Thí dụ bây giờ á, cái lúc ông Nguyễn Trung Trực ông còn sống, ông đâu có nghĩ ông là trăm quan thượng đẳng đại thần. Ông cũng đâu có đi xưng hô với bà con bá tánh là ông là trăm quan thượng đẳng đại thần hội nào. Đúng chưa? Cái lúc ông còn sống đó, ông chỉ biết tấm lòng nhiệt huyết, hy sinh vì dân tộc, vì quốc gia, vì hiếu, vì trung. Và ông hy sinh như vậy, cho nên sau khi ông hy sinh thì Phật phong, văn phong ông là trăm quan thượng đẳng đại thần. Chứ thật ra ông đâu có trụ ông trăm quan thượng đẳng đại thần, ông đi khoe với thiên hạ ông là trăm quan thượng đẳng đại thần hồi nào. Đúng vậy không? Rồi thí dụ thời gian sau ông chuyển lại thành một người khác rồi, rồi ông tu lên Bồ Tát này nọ nữa làm sao, chứ đâu phải ông trụ vào đó hoài đâu. Ví dụ. Thấy chưa? Cho mình dễ hiểu. Cho nên hôm nay đó mình phải hiểu, cái người nào mà còn trụ thì là còn chấp, mà hãy còn chấp tức là còn mê. Nó đơn giản. Thì mình á, dùng phương tiện của chính mình hôm nay đi, tấm lòng nhiệt huyết của mình á, hành thiện tích đức làm gì được cứ làm đi.
đừng có trụ cao thấp, đừng trụ ngôi vị, đừng trụ ta là ai người là ai. À thì người đó mới dùng bằng cái giác tánh để phát huy. Còn trụ vào là kêu bằng tao là ông thần, mày là chúng sanh, tao là ông thánh, mày là chúng sanh, tao là ông tiên, mày là chúng sanh, tao là ông Bồ Tát, mày là chúng sanh, tao là ông Như Lai, mày là chúng sanh, tao giáo chủ hồi Long Hoa, tao Ngọc Hoàng Thượng Đế, tao Phật Mẫu Diệu Trì, tao Quan Âm tùm lum tùm la hết. Là những người đó còn trụ danh lợi. Mà hãy còn trụ danh lợi thì sao mà là giác ngộ được. Mình muốn cho người ta sùng bái mình là danh. Mình muốn cho người ta cung phụng hầu hạ mình là lợi. Được lợi thì vui, không được lợi thì nổi mặt quạo lên thành quỷ, bắt đầu rồi ngay đầu người ta rồi chặt đầu người ta đúng chứ. Thấy chưa, thấy chưa. Rồi cuối cùng mình cái giác tánh mình đâu có. Cái đó là đi hù, đi dụ số người thiếu hiểu biết thôi. Chứ mà sáng suốt rồi ta thấy ta cười thôi, tôi nói trời ơi quý vị là A Tu La chứ có Phật tiên gì đâu. Thấy không? Dạ. Mê tín gì đoan, vậy thôi có gì đâu. Rồi người ta cũng hỷ xả cho quý vị, cũng thương quý vị giống như thương một chúng sanh khác còn mê vậy thôi chứ không có khác biệt gì đâu. Dạ. Thì thôi để tiếp nói chủ đề này cho em xin hỏi câu nữa đi. Tại vì nãy giờ thì mình là cái pháp nghe nặng vào đầu quá. Thôi năm sau thì năm Giáp Thìn thì thôi huynh nhờ huynh Bình chia sẻ cái pháp thực hành mà chỗ tùy duyên với huynh Bình để năm sau cho mình hành pháp, cho dù mình học mình hành gì đó cho nó nhẹ nhàng thân tâm cho thoải mái. Thì cái chỗ đó nhờ huynh Bình chia sẻ ha. Dạ. Thì á, cái chỗ này á, qua năm Thìn này nè, là quý vị phải phát huy con rồng chính chủ của chính mình. Thìn là rồng, mình là con rồng cháu tiên, mình là rồng tổ dòng cháu chứ. Rồng tổ là ông Lạc Long Quân, đúng không? Dạ. Đúng không? Mình phải phát huy con rồng chính chủ này. Đó, kết hợp giữa tiểu thiên địa và đại thiên địa, dùng cái ánh sáng để hóa giải được một vấn đề. Đó, ta tạo nhân tốt, ta sẽ có kết quả tốt. Ta không cần phải hoang mang, lo lắng hay sợ hãi, suy sụp tinh thần khi bị khen chê hay bị người ta hù dọa hay bị bất cứ hoàn cảnh nào. Đó, còn cái chuyện thế giới để thế giới lo, chuyện của trời trời lo, mắc mớ gì mình lo có được ở đâu mà lo để sanh phiền não hay chi vậy? Thấy chưa? Cho nên mình lo là lo gì? Mình lo loại bỏ tánh mê trở về tánh giác, mình lo mình hành đạo chân chánh, mình tạo cái nhân để từ từ có cái kết quả tốt cho chính mình, cái này không lo đi lo cái gì? Thấy không? Mà lo nhiều quá coi chừng ăn cơm nhà lo chuyện bà hàng xóm luôn á, nhiều chuyện á. À, sư Bình, mình nói á, thì mình nói cho nó hết. Tại vì nằm về 12 con giáp mà có con rồng này nè là nó đầy đủ xương cốt nghe sư Bình. Giống như đại dụ cư sĩ nói 12 con giáp thôi. Con hổ đó nó có nanh nó có guốc mà nó có sừng. Con trâu đó nó có sừng mà nó có móng, nó có nanh. Thì mà ngày hôm nay đó là con rồng này nó là năm Thìn này, nó Giáp Thìn này, mà năm Thìn này là nó đủ cốt của con rồng đó, thì nó sẽ mạnh lực như thế nào, có thể mà sư Bình có thể quá dễ giải trong cái quy lực của con rồng đó, quy lực con rồng mạnh mẽ như thế nào hoặc là mềm yếu như thế nào, nó đầy đủ như thế nào, sư Bình có thể giải trong năm Thìn này cho bà con ta nghe được không sư Bình? Thật chắc á, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi, đại thượng đế có gì tiểu thượng đế có nấy. Thì quý vị coi về cái tích của Đại Thượng Đế đó, kinh sử viết lại đó, thì có phải là Đức Ngọc Hoàng có 9 con rồng vàng hậu thể không? Đúng chưa? Mà hiện giờ ở dưới thế gian này là có con sông Cửu Long. Cửu là 9, Long là rồng, là con rồng 9 đầu, là 9 cửa ra biển, đúng không? Thì bây giờ Đại Thượng Đế có, Tiểu Thượng Đế có. Vậy thì mình mở cái con rồng 9 đầu của mình ra để mình sử dụng. Mình là con rồng cháu tiên mình. Mình là con rồng cháu, rồng tổ, Long Lạc Long Quân. Mở chính cái đầu ra là nó đầy đủ quyền năng. Vậy chính cái đầu là gì? Thấy không? Đầu tiên mình mở hắc long trước. Thì những cái video clip trước tôi đã giải hết những thứ này rồi. Đó, mình mở hắc long, rồi mình mở bạch long, mình mở thanh long, mình mở xích long, mình mở quỳnh long, rồi mình mở hạ long, rồi mình mở phi long, rồi mình mở thăng long, rồi mình mở là kêu bằng ngọa long, là đủ chín rồng mà. Là chín cái đầu mở ra hết rồi. Là trong đó nó đầy đủ quyền năng hết, có thể xử lý được mọi vấn đề ở bất cứ nơi đâu luôn, bất cứ hoàn cảnh nào luôn. Đó, ta là chủ, không ai làm gì cho ta đau khổ được hết. Đó là quyền năng đầy đủ. Thấy chưa? Nhưng mà tạm thời này là tôi nói vắn tắt thôi, tại vì cái này cứ video clip trước tôi đã có giải. Dạ.
Vậy thôi cuối năm thì Quỳnh có đôi lời gì nhắn nhủ với quý khán giả, cái mình chốt ý cái mình xong clip này luôn Quỳnh Bình à. Dạ. Yeah. À, cuối năm cũ bước qua năm mới là mong bà con mình dù đời cũng thăng tiến lên một bậc, vì cái nghiệp mình đã mòn do mình hành thiện tích đức thì cái quả thiện từ từ nó cũng hồi sinh lại cho chính mình. Cho nên qua năm tới này bà con chúc cho bà con mình được an khang thịnh vượng, mọi điều nhẹ nhàng trong đời sống. Nó không còn là nặng nề đau khổ giống như mấy năm trước nữa. Và mình phát huy lên càng ngày càng mạnh thì mình càng ngày càng nhẹ nhàng. Nó coi video clip này có thể mở mang nhiều kiến thức. Mình phải tỏ ngộ chính mình để mình phát huy, chứ không cần phải bài biện ra bên ngoài hay chạy theo cái hướng nào bên ngoài hay cầu khẩn nào. Cái gì bên ngoài nó không có đâu. À, còn hồi mình mê thì mình nương bên ngoài để mình làm cây gậy để mình chống đi đỡ khi chân mình quá đau. Còn bây giờ mạnh khỏe rồi thôi, tặng cây gậy lại cho người khác đi. Đừng chủ cây gậy đó nữa, mà dùng cái mạnh, cái sức mạnh của chính mình để sống tốt cho muôn người muôn loài. Cái điều này mới quan trọng là hơn là cầm cây gậy tối ngày. À, cho nên chúc cho qua năm tới này bà con mình ai cũng ngộ được chính mình, ai cũng làm chủ được chính mình. À, là trong mọi hoàn cảnh là mãi mãi bất tận. Là để mình là kết hợp trở về với nguồn cội, nghe bà con khỏi cần phải hoang mang lo lắng sợ hãi khi người ta khen, người ta chê, người ta nói thiên cơ, người ta hù dọa hay là bất cứ người ta xưng hô bất cứ thứ gì, không cần quan tâm tới nữa, vì những thứ đó nó không liên quan tới sự giác ngộ của chính mình. Những thứ đó nó chỉ cản trở giúp nhau cho mình phiền não, chứ nó không có giúp cho mình cái gì được tốt chứ á. Cho nên thôi, ai theo đó thì theo đi, mình nhường cho người ta đi thì mình đừng theo. À, đơn giản vậy thôi. Mình phải trở lại chính chủ của chính mình để mình phát huy nghe bà con. Tạm cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.